Bữa nay giới thiệu cho các bạn một cây đờn từ Nhật nha, cây lumber. Cây này là còn đẹp nguyên luôn nha, nguyên zin luôn. Mã của nó là LF3NA nha. Đây là cái bộ khóa của cây đờn đó, cái bộ khóa rất là đẹp luôn. Viền quanh cây đờn là chỉ trắng nha. Cây đờn nó bị chảy một chút xíu ở đây, hơi tiếc ha. Cái này là chảy với u thôi, chắc là do vận chuyển đó. Còn nguyên hết, cần rất là cái vân gỗ rất là đẹp nha. Xoay lại cho các bạn coi cái mã mà lấy. Lumber nha, cái này nó không có để là made in ở đâu nha. Mặt trước là còn nguyên luôn. Cái phím này nó còn đẹp lắm. Sao mà nó lớn ghê luôn mà cũng không biết luôn. Do cái hãng. Nãy giờ mình dặn mình để ở ngoài cho các bạn coi cho nó rõ. Bữa nay dịch bệnh nhiều nên cửa hàng shop đóng cửa. Đem cái đèn về nhà cho các bạn xem. Cái đờn này cái phun nó nhỏ nha, cái size nó hơi nhỏ, dùng cho các bạn mà có con gái hay là bạn gái hay là người yêu hay là mình đi những chuyến du lịch đi xa đó mà cần một cái đờn nó gọn nhẹ thì mình lấy cái này ok nhé. Yến cũng hay lắm nha. Hiệu của cái đờn là Lumber. Cảnh giống như là cảnh cảnh trai vô đây, ngọc trai vô đây nè, cái chữ rất là đẹp. Cần giờ thẳng tắp luôn nha, tuy cần còn ngon. Rồi mình sẽ làm cái video test âm thanh cho các bạn xem nhé. Cảm ơn mọi người đã xem. Bây giờ mình sẽ test cho anh chị em các bạn có quan tâm đến cái đờn Lumber này nha. Mẫu của nó là LF3NA. Lên dây cái.
Nghe tiếng kêu luôn nha, cái đàn rất là đẹp luôn. Chỉ có bị nó giống như là nó bị một cái va đập nhỏ ngay đây nè, nó vẫn còn cái nước sơn nhưng mà nó bị chóc cái phần bê u một chút xíu ở đây thôi, sờ thì vẫn còn mịn nha. Vân gỗ sau, vân gỗ trước. Phím này thì còn đẹp, cực đẹp luôn. Cái khóa đấy, bộ khóa cũng còn đẹp lắm. Các anh chị nào mà muốn mua cái đờn này chắc phải qua dịch mới được. Hiện tại bây giờ mình không ship được nha. Hiện tại bây giờ là các nhà vận chuyển họ không có chịu ship, trừ trong khu vực Tây Ninh hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể gửi xe cho các anh chị được thôi nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ.